Và bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ tư của Tôi đi tìm Trầm của tác giả Phan Nhật Bắc. Và đây là tập cuối cùng. Cả ba chúng tôi bị bắt dẫn đi trong cơn mơ lú lẫn, đống lửa bị tưới nước cho tắt. Tên lính hời trói chúng tôi lại dẫn đi băng qua một cánh đồng đầy lúa chim thơm ngát. Phía sau hơn một trung đội lính gươm đao sáng loáng, trống chiêng vang rền, không ai nói được tiếng Việt. Chúng thúc chúng tôi đi thật nhanh, té lên ngã xuống, đến khi mặt trời lên hơn đỉnh núi, quay lại tôi còn thấy con đường trắng nhựa trên lưng đèo cả. Trước tôi là ông chú và thằng Đức bị trói ké cánh tay vào nhau, đi như hai con chó, cổ đeo gông, mình mẩy đầy máu. Một đoạn đường khá dài thì đến một cung điện nguy nga tráng lệ, nằm ven triền núi, sau lưng là biển nước chập chùng thuyền của người Chăm đầy trong vịnh như vịnh Vân Phong. Vào đến cổng, tên lính quát tháo ra hiệu chúng tôi quỳ xuống, thì một tên võ quan đi ra với một cung nữ biết tiếng Việt. Các người đã vi phạm ranh giới Vương quốc Chăm triều đại Harivarman đệ nhị, vào tìm Trầm linh vật của xứ này mà không được phép. Tội này phải chết chém. Mồ hôi tôi toát ra như tắm khi nghe bà cung nữ nói. Chúng tôi được đem đến một ngục thất hôi hám, nhốt vào đó. Bên kia là một chuồng khỉ, có con khỉ đầu đàn bị chúng tôi cạo râu và tóc, trắc bùng lên mặt, nhìn chúng tôi cười khẹt khẹt. Nó đưa tay banh miệng nhe răng, cả đàn làm theo. Chúng được thả ra, nhảy vào ba chúng tôi cấu xé, thọt lét rồi biến mất. Một khoảng thời gian lâu thì tên lính canh cho chúng tôi ra cái giếng nước tắm giặt, chờ ngày diện kiến ông vua gì đó của Vương quốc Chăm. Tắm xong thì tên lính xuất hiện, đưa chúng tôi ba cái xà rong và áo, bảo mặc vào, rồi ngồi quanh đó chờ. Bà cung nữ biết tiếng Việt xuất hiện, nói các ngươi được tha mạng là nhờ các ngươi trước khi xâm phạm lãnh thổ của Vương quốc Chăm có đảnh lễ bà Thiên Y Anna. Được cho ăn sáng với nếp hấp xong, gần đúng ngọ thì hai tên lính đến đưa chúng tôi đến một cung điện rộng lớn, ngắt hương trầm. Bên ngoài quân lính đông nghẹt, tôi lại thấy có ông lính người Việt cầm cái đao sáng loáng hầu một ông quan Việt Nam đang chỉnh chạy trên cái ghế mông đen. Tôi đưa mắt cầu cứu thì ông quay đi làm tôi thất vọng. Tên lính giục đi nhanh vào đến điện, chúng tôi quỳ xuống lết vào bằng đầu gối, cúi mặt xuống chờ đợi thì có tiếng thầm thì vang lên bên tai: các người cả gan dám vào Vương quốc ta ăn cắp trầm hương, nay ta tha mạng vì có người cầu xin là con gái ta, nữ thần Thiên Y Anna. Tôi lén nhìn lên thì bà cũng nhìn lại rồi nói: hôm trước nhà ngươi cúng lễ vật cho ta còn nhìn ta không chớp mắt là sao? Tôi chợt nói: thì bà đẹp tôi mới nhìn. Bà chớp mắt có vẻ thích. Thì ra đàn bà ai cũng thích khen mình đẹp, kể cả thánh nữ. Trong cơn mơ tôi nói tiếng Chăm lưu loát không cần thông dịch. Nhờ câu nịnh của tôi mà ba người được tha tội chết. Tôi được cho vào đội quân của ông phản tướng người Việt chờ ngày xuất quân đánh Đại Việt. Nếu thành công tôi sẽ làm quan to. Tôi và thằng Đức áo mão bảnh chọe, ông chú đâu không thấy. Ngày ăn tối ngủ chờ ngày xuất quân. Lễ khao quân rầm rộ, quân Chăm do tên tướng Việt phản đời vua Tiền Lê dẫn thủy binh đánh vào Quảng Bình, tôi làm tùy tướng với thằng Đức. Bên vua Lê là tướng Lưu Kế Tông, chiên trống vang trời lỡ khói mù mịt, tên bay đạn bắn từ trên bờ, quân Việt thủ thành chống cự mãnh liệt. Dưới biển quân Chăm cũng hăng máu tấn công, tôi thúc quân reo hò chiến bào đẫm máu, đông hơn nên quân Chăm tiến được thành Quảng Bình. Quân Việt rút chạy, chúng tôi chiến thắng vẻ vang, sợ vây cánh nên vua Chăm triệu chúng tôi về lại kinh đô, để ông tướng Việt cai trị Quảng Bình. Chiêu binh mãi mã đánh ra bắt tấn công đại cồ Việt, về kinh đô Chăm yến tiệc linh đình, phi tần cung nữ vây quanh. Hai thằng tôi được phong chức Bình Nam tướng quân, người em gái của bà Thiên Y Anna cứ nhìn tôi chằm chằm. Bà này, con gái một bà vợ vua Chăm gốc Việt, trắng trẻo xinh đẹp, tôi cũng đá lông nheo lại, tiếng con tim trung lên bần bật, tôi quên hết đường về, thằng Đức cũng vậy. Cả hai thằng chìm đắm trong men rượu men tình, rượu nồng gái đẹp, ăn sơn hào hải vị, bào ngư yến.
Chợt sấm chớp nổi lên ầm ầm, trừng đổ cơn mưa như bão. Cả ba thức dậy mồ hôi như tắm, nằm trong một hang đá lạnh ngắt, trong mồm đầy lá tre. Chung quanh hang đá toàn cước dơi nồng nặc. Ba lô không biết lạc mất lúc nào, thần hồn nát thần tính. Tôi hỏi: "Chú, hôm qua mình ngủ nơi bọng cây, sao sáng nay lại ở hang động?" Chúng tôi lạnh người, nhìn đồng hồ 7 giờ sáng. Ông chú rung lập cập, nói trúc lui. Tôi hoảng hồn, nhìn la bàn tìm hướng đi. Mưa vẫn trăm trang, rừng rì rầm không áo mưa. Tìm ba lô chứ không có áo mưa chết lạnh. Tôi mò ra đèn pin trong túi áo đi vào ngõ ngách hang đá, thì thấy ba lô bị bỏ lăn lóc, gạo sấy vương vãi khắp nơi, bầy khỉ ăn cắp phá nát bét đồ ăn. Mưa vẫn rơi, khoác áo mưa vào định hướng đông. Chúng tôi bụng đói cào, trong mồm vẫn còn mùi lá tre, đi thục mạng. Thì gặp cái bọng tre đêm qua chúng tôi đốt lửa, tro vẫn còn ấm. Từ hang động đến đây cũng hơn 2 cây số, không lẽ đàn khỉ khiêng chúng tôi, hay chúng tôi bị mộng du? Không có câu trả lời. Vừa đi vừa run, tôi và thằng Đức nói: "Thôi cho dạng tụi con cũng không dám đi tìm Trầm, về ăn cơm đổng bo bo chú ơi." Ông chú thằng Đức mặt thẫn thờ, chỉ có một đêm trâu tóc ông cũng tua tủa. Ông nói: "Chú không lý giải được tại sao tụi mình lại nằm trong hang động có một giấc chiêm bao giống nhau. Chú thì bị bắt làm quan quan thiến mất hòn giấy cho hầu bà công chúa Thiên Y Anna, còn hai đứa bay không biết ở đâu. Ê, tụi con làm tướng đi đánh đại cồ Việt." "Trời đất, bảnh vậy ha?" Ông chú lên tiếng với nụ cười méo sệt. "Con cua được công chúa hay con vua chăm nữa chú ơi, sắp làm phò mã thì thất chất, kể ra cũng uổng khi nhớ lại giấc mộng." Cả ba điếng người quên đói tráng đi về hướng biển. Thằng Đức cũng có giấc mơ tương tự. Nó vào tôi cầm quân đánh quân Việt. Lục lại ba lô thì còn chút ít lương khô tàu, khó nuốt nên bọn khỉ chê. Chúng tôi không dừng lại, chia nhau vừa ăn vừa đi. Đến gần 10 giờ sáng mới ra chân đèo Cả, nằm dưới gầm cống chờ xe lửa chuyến Quy Nhơn về Nha Trang. Tôi chợt nhớ Chu Công Mộng Hầu Điệp. Trong cổ tích của Tàu, thật hú hồn, một chuyện không tin được từ bọng cây, ai đem chúng tôi đến hang dơi. Ma hời hay đàn khỉ không thể khiêng hoặc kéo chúng tôi hơn 2 cây số rừng đến hang đá. Xe lửa đến, chúng tôi nhảy lên về Nha Trang. Tôi từ giả ông chú và thằng Đức xuống ga, ông và nó về Ninh Hòa. Tôi vác ba lô lang thang về Mã Vòng kiếm nhà trọ tắm rửa. Hú hồn, chuyến đi tìm Trầm đầy mộng mị. Tôi muốn ghé nhà bà dược sĩ tìm thằng bạn Lôi Hổ, nhưng ngại gặp bà này mệt quá. Sáng tôi về Phan Thiết bằng xe đò, còn hơn 100 đồng trong túi. Thay bộ đồ còn ướt chưa khô, tôi không về nhà vội. Đã trưa tôi ghé quán cò bá, uống cà phê, nghe ngóng tin tức. Chẳng có tin gì sốt dẻo, tôi về nhà, lôi củ ngải ra trực quăng xuống sông. Ông già tôi ngăn lại: "Đừng con, ba đã được ngải báo, mày đi chuyến này thất bại, mày còn mạng để về." Tôi kể giấc mơ, ông nói chính củ ngải hời đã làm nên giấc mơ và dẫn tụi con đi trong mộng du đến hang động. Đưa cho ba trả lại ông thầy. Tôi bán tính bán nghi, nhưng thôi còn sống là được rồi. Con biết không, hay củ ngải mà con có đó là ngải hổ. Nó chỉ thua ngải chúa ba bậc. Nhiều loại khác nhau, không phải loại nào cũng làm bùa được. Ba đã dùng trong thời kỳ theo Việt Minh chống Pháp. Nó linh thiêng khi có người tin vào nó. Còn không, nó như củ gừng hay củ nghệ, không có tác dụng. Con đã coi thường nên mới xảy ra những chuyện không như ý. Nhưng nhờ con ăn ở nhân đức nên vượt qua. Những gì con thấy trong chim bao là có thiệt nơi tiền kiếp của con và thằng Đức, cùng ông chú của nó. Thôi, đi nghỉ đi. Tráng kiếm việc làm, ngộ biến phải tòng quyền. Đời con không thể chôn vào xó núi khúc sông, hãy vươn ra biển lớn dễ dùng cho thỏa chí nam nhi. Không biết thằng bạn Lôi Hổ của tôi như thế nào, lòng tôi thì bồng chồng sợ nó bị chuyện gì. Tính vào Sài Gòn tối nay thì hắn lù lù vác bó củi về nhà tôi. Tao à, lấy được hết rồi, nó đang nằm trong bó củi. Nhìn bó củi ngụy trang cẩn thận, cây AK được cưa bá tháo rời từng bộ phận, nhét vào chính giữa. Tôi lo lắng sợ ông già tôi biết được. Đêm nay đem cái này lên nhà ông anh bà con tao chôn nơi giường rồi tính. Mày à, kể hết chuyện cho tao nghe.
bạn tôi trầm ngâm, hai thằng ngồi trước hiên nhà, hắn kể. Mày biết không, bà dược sĩ tạm gọi là chị Nga, rất có lòng, bà giúp tao giấy tờ, rất có uy, là cán bộ của tỉnh ủy Nha Trang, đi đường không có thằng công an hay du kích dám thắc mắc. Trước tiên, tao lên đèo Phượng Hoàng, vào chỗ mình thấy trầm, lấy cây súng, tao cưa bá tại chỗ và tìm thêm đạn. Xong tao lượm hết các xương của chiến hữu cùng với cộng gom lại thiêu hết, rồi chôn dưới một gốc cây to, khắc lên thân cây. Nơi đây nắm tro tàn của con mẹ Việt Nam, tiểu đoàn 5 nhảy dù và trung đoàn 25 bộ binh cơ động của Bắc Việt Nam đã hy sinh không tên họ. Tao ngủ lại trong cái chòi đêm đó vì không còn thời gian trở ra lộ. Mày biết không, 2 giờ sáng trừng chuyển mưa đột ngột, lính dù và bộ đội kéo về chật căn chòi lá. Họ vui mừng cảm ơn tao đã chăm sóc phần xương cốt có nơi ăn nghỉ. Họ nói tương lai những người có tấm lòng như tao sẽ được đền đáp. Và nói phía dưới con suối cạn rất nhiều trầm. Nhưng đừng có quá tham và hại thân, tổng cộng tao gom được 70 cái đầu lâu, không biết phe nào. Mệt và đói nhưng tao đủ sức để đào cái hố dưới cái xẻng của quân đội mình ngày xưa, phòng trọc cả bàn tay. May là đất dưới gốc cây cũng dễ đào. Mày biết theo truyền thống dù không bỏ xác đồng đội, nhưng không hiểu tại sao trận này họ bỏ lại. Y chắc không có điều kiện, thôi nói ra buồn quá. Tao thức dậy nhớ lại giấc mơ đi xuống con suối cạn thì thấy nhiều gốc cây tao dùng xẻng nạy ra thấy dường như trầm. Tao đem về mấy cục trong ba lô, nếu muốn mình đi lại. Tôi hỏi, còn cái vụ tiền? Tao lấy hết đem về luôn giao cho bà dược sĩ. Lúc từ đồng bò ra đường, tao đón xe gặp xe bộ đội xin quá giang, tao đưa giấy tờ. Tụi nó gọi tao là đồng chí rất thân mật. Rồi nó hỏi lại, sao mày không đến nhà bà dược sĩ tìm tao? Mẹ, nóng ruột tao lên Ninh Hòa thì mày đã về đây. Tôi kể về giấc mơ trong chuyến đi tìm trầm vừa rồi cho hắn nghe. Thật kỳ lạ, chuyện gì cũng có thể xảy ra trong kiếp người. Biết đâu như ông già mày nói đó là tiền kiếp của mày. Bây giờ thì tính sao? Với mấy cục trầm, mày đem về Sài Gòn bán, còn chuyển tiền để bà dược sĩ lo. Tìm mà đường dược biên, thiên hạ nhốn lên tao cũng nóng lòng đây. Thì tao cũng bàn với bà Nga nên đi, bà ta đồng ý, tìm cách ra đi, và Nga thì dư sức cho gia đình của bà và tao, nhưng mày tự lo. Tao phân vân, đào đâu ra 3 cây vàng. Để tao tính tao có bạn dân đánh cá có thuyền, từ từ thanh toán mấy của nợ này cho kín đáo, mày về Sài Gòn chạy mánh kiếm người đi. Bạn tôi về làm theo những dự tính đã bàn với nhau, đem súng và lựu đạn đến nhà ông anh bà con, tôi cho anh 100 đồng nhờ ông giấu giùm. Ông cũng chịu chơi không đắn đo, chỉ mình ông và tôi biết. Muốn có vàng đi vượt biên, tôi phải nhờ đến trầm ở đèo M. Rock, chắc phải ra lại Ninh Hòa một chuyến nữa. Thời buổi giao thời, mọi chuyện còn mới. Tôi việc cộng lo củng cố chính quyền, chưa đủ nhân lực nên an ninh cũng lỏng lẻo. Tôi với thằng Đức ra lại Ninh Hòa, nói với ông chú. Mình trở lại đèo Phượng Hoàng lấy trầm nữa đi chú. Ông lắc đầu nói. Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt, không dễ đâu con ơi. Chú không đi nữa, vì giấc mộng vừa rồi làm chú suy nghĩ, chú sợ quá. Đất có thổ công, sông có hà bá. Sống phải biết đủ thiểu dục tri túc như lời Phật dạy. Tôi và Đức ra về khi biết không thể thuyết phục ông chú nó đi lần nữa. Tạo với mày, đi đại không lẽ bỏ cuộc. Tôi suy nghĩ phải có thằng bạn lôi hổ mới dám đi vô đèo Phượng Hoàng. Phải đi tìm thằng lôi hổ. Nó vừa đi cách đây mấy hôm không ai biết nó muốn đi nữa không. Tao thấy không cần thiết, vô dụng nguy hiểm tao có cách. Tôi có bạn cùng khóa người Việt gốc Tàu, tên Tất Trinh. Mấy ông huấn luyện viên gọi con người ta là Mất Trinh. Tội nghiệp thằng nhỏ, nó rất hận ông già đặt cái tên này cho nó. Tôi phải lặn lội vô chợ lớn tìm. Trong khóa học quân sự đại đội tôi có 3 cái tên, Tất Trinh, Lê Văn Hổ và Trần Văn Ốm. Mấy cha huấn luyện viên không bao giờ gọi đúng tên. Một hôm điểm danh ông gọi lớn, Lê Văn Cột. Không ai trả lời, ông huấn luyện viên trống lên. Ai? Lê Văn Cột, nếu không lên tiếng tôi báo cáo vắng mặt, bất hợp pháp. Thì có người lên tiếng dạ. Dạ, chỉ có Lê Văn Hổ là tôi. Mẹ, Hổ với Cột mấy thứ, làm 20 cái hết đất cho tôi. Rồi kêu tên Trần Văn Mập thì ông tên Trần Văn Ốm. Sợ như tên ông Hổ nên lên tiếng thật lớn có tôi thì ông huấn luyện viên hỏi anh tên gì. Thưa, Trần Văn Ốm. Tôi kêu tên Trần Văn Mập, tại sao anh lên tiếng? Dạ, tôi sợ thiếu quý nói ốm thành mập.
anh làm cho tôi 20 cái hết đất. Đúng là nhà binh nên ông Tất Trinh cùng khóa cũng không ngoại lệ, cái tên Mất Trinh dính liền với đời binh nghiệp của ông bạn người Tàu. Chuyện tìm trầm gian nan và nguy hiểm, chúng tôi bỏ cuộc. Tôi chọn con đường chạy mánh vượt biên an toàn hơn. Chợ Lớn sau đợt đánh Tư Sản tiêu điều, người Tàu tìm cách trốn chạy. Thiên đàng đỉnh cao trí tuệ loài khỉ họ cũng còn vàng để tìm cách ra đi. Tôi không nhớ nhà của ông bạn Tất Trinh, nhưng lò mò vào Chợ Lớn hỏi thăm rồi cũng gặp hắn. Hắn mừng rỡ, căn nhà lớn nhưng trống trơn, hỏi ra thì cũng bị đánh Tư Sản mại vãng, đồ đạc bị tụi thanh niên thành đoàn và du kích 30 tháng 4 dọn sạch, lục nát căn nhà tìm vàng và tiền. Tôi gật đầu chào ông bà già thằng bạn, nhìn đôi mắt già nua héo hắt của họ vừa bị cướp hết cơ sở làm ăn nên rất buồn. Mày khỏe không? Tao không ngờ mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh bi đát này. Tôi bắt đôi tay mềm mại như con gái ông bạn người Tàu vui vẻ nói. Hay lâu lắm, kể từ ngày ra trường đến giờ tao mới gặp mày, chắc mày tìm tao có việc gì? Tao trú mày vượt biên, tao chỉ cần 10 người, mỗi đầu người 3 cây vàng. Hắn mừng trở vào, nói với ông bà già, họ trao đổi với nhau bằng tiếng Quảng Đông, nhưng tôi cũng đoán biết khi họ nhìn về phía tôi, thằng bạn tôi gật đầu có vẻ chắc chắn. Ê, ông bà già mày nghi ngờ. Đúng rồi, nhưng tao nói mày là bạn thân không có gạt lâu. Ông bạn tôi dù học chương trình Việt và Tàu có bằng lớp 11 nhưng nói tiếng Việt vẫn còn ngọng đôi chút. Hắn về trung tâm 3 hồi lực nhưng chỉ học cải tạo 6 tháng. Vì ở Sài Gòn, mỗi nơi mỗi khác về chính sách cải tạo do Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Nam Việt Nam ký và ban hành. Mày có ghe hay chỉ tìm người đi? Gật đầu đại, tôi nói có ở Phan Thiết. Hắn an tâm nói để ngộ lo tìm người. Người Tàu Chợ Lớn họ rất kín đáo và uy tín, nên tôi không cần lo nhiều. Tôi nói sẽ liên lạc lại, nhớ đừng đi đâu xa. Cần người đi, cần khỏe mạnh, ít đàn bà con nít càng tốt. Việc còn lại tôi phải tìm ra người có thuyền, dẫn ông bạn Tàu của tôi về Phan Thiết xác nhận, mới moi được vàng và tiền để mua dầu và lương thực cho chuyến đi. Trên chuyến xe về lại nhà, tôi và ông bạn Lôi Hổ không nói chuyện, cả hai triền miên thả hồn theo giấc ngủ. Tôi xuống ga Mường Máng nói, mày về Nha Trang chuẩn bị, trong này tao lo hết. Tao và thằng Đức và 10 người nữa sẽ ra thông báo cho mày hay trước khi khởi hành 24 tiếng. Tôi tìm người bạn dân hải quân và một chủ thuyền đánh cá lớn. Họ chịu ra đi, ra giá 50 cây vàng. Không biết mấy ông này nghe ai mà ra giá khiếp quá. Tôi nói chỉ 16 người đi mà sao chú chém đẹp quá. Chiếc ghe này cao lắm 7 cây vàng. Tao vừa thay bạc và dân tốn gần 2 cây vàng. Mày không thích thì thôi. Ông chủ ghe giận lẫy nói thêm. Tao bán trọn chiếc ghe làm ăn cho mày. Chỉ có vợ chồng thằng Tám con tao đi theo. Thôi, chú để con tính. Cho con mượn giấy tờ chủ quyền chiếc tàu đem vào Sài Gòn. Cho họ tin chứ thời buổi này chuyện gạt người vượt biên đã xảy ra. Được, thằng Tám đi với mày chứ giấy tờ tao không đưa cho ai. Mọi chuyện tốt đẹp. Ông bạn người Tàu đã lo đầy đủ số người đi. Tôi vào Chợ Lớn lấy tiền, một ba lô tiền 50 về mua dầu và lương thực. Nhưng toàn tiền giả của mấy ông Tàu in ra trộn với tiền thiệt mà tôi không biết. Không một ai phát hiện vì do Trung Cộng in để phá kinh tế Việt Nam. Lúc này hai bên môi hở răng lạnh, chực cắn nhau. Ngày đi sắp đến, tôi ém quân nơi nhà ông anh bên sông Cà Ti, ở giữa nguồn tiện lợi cho cuộc đổ bộ qua hướng Bia Đài, ngay chùa Bảy Đầu Rồng. Bà Dược Sĩ và hai đứa con được ở nhà anh tôi, đám Tàu thì từng nhóm nhỏ nằm sẵn trong bình tấu. Tôi đem trước 15 cây vàng đưa cho ông chủ ghe, ông ta cũng không đáo để, cắt vàng ra thử. Tôi nói chú lấy vàng mà đổi ý, tôi không tha và họ cũng không tha cho chú. Ông cười, ha, tao không làm chuyện bất nghĩa, tao xin thề. Ngày đi đã đến, tôi nói với ông anh bà con. Anh Năm, nếu tụi em đi trong vòng 3 tiếng, anh không nghe biến động thì an tâm. Nếu nghe tiếng nổ, anh đem xuồng qua trước tụi em. Tụi em sẽ chạy về hướng này, nhớ ngăn. 6 giờ chiều trời sẩm tối, tôi nói với ông Lôi Hổ bạn tôi. Mày và bà Dược Sĩ đi trước, chỉ có súng, đến điểm hẹn cách nhau nửa tiếng. Thấy thuyền ngọn đèn trước mũi là lên ngay, đừng có chờ, nếu có biến mày quay lại.
Tao và thằng Đức và hai đứa bé đi sau, chứ vướng víu trẻ con mệt lắm. Thuyền theo dự định đến bãi biển Bình Tú đúng giờ, thì ông Tất Trinh cho người đổ bộ khi nhận tín hiệu từ ông hải quân dưới thuyền. Tao và thằng Đức cùng hai đứa bé chậm chạp băng ruộng ra bãi. Gặp tại bãi biển, thuyền đã có tín hiệu nhận nhau. Tôi đẩy ông Lôi Hổ xuống trước. Mặt biển êm như trong sông, chiếc thuyền đang nổ máy đậu cách bờ không xa. Tôi thấy người nhốn nháo xuống thuyền. Ông bạn tôi vai mang khẩu AK dìu bà dược sĩ vừa lên thuyền, thì trên bờ tiếng súng nổ chát chúa vang lên, cùng với tiếng la vượt biên náo động cả bãi biển. Tôi quảng hồn dội ngược về phía hàng dừa, cùng với thằng Đức. Hai đứa bé khóc lên, tôi bịt miệng. Tụi con khóc mình sẽ bị bắn. Con muốn mẹ, mẹ ơi! Chúng khóc lớn lên, thì tiếng AK từ phía chiếc thuyền bắn lên chốc chốc từng viên. Ông bạn Lôi Hổ tôi bắn trận bọn du kích tự vệ phường. Hắn la lên, chạy ra, nhanh lên! Tôi tính chạy, nhưng đám du kích bắn ra quá không kịp. Tôi sợ ăn đạn, dù chỉ trăm thước, vì còn có hai đứa bé. Rồi tiếng máy ghe trú lên chạy ra khơi. Đức, mày dẫn hai đứa bé chạy trước, tao quan sát có ai còn trên bãi biển không. Nghe tiếng súng bắn trả, bọn du kích bắn đuổi theo. Trên bãi không còn ai, tôi chạy lui về phía con lộ, băng qua đường về lại hướng sông Cà Ti, thì gặp thằng Đức nán chờ bên bờ sông. Nước lớn, ông anh bà con tôi neo chiếc xuồng chờ tới. Hai đứa bé lạc mẹ khóc trống lên, tôi rối bời ruột gan. Anh nghe tiếng súng nên đem xuồng qua liền. Mẹ con bé đâu? Đi thoát với thằng bạn em rồi. Suốt đêm tôi không ngủ được. Hai đứa bé gái khóc ấm ức, rồi ngủ quên trên ổ rơm. Sáng sớm tôi và thằng bạn ai về nhà nấy. Tôi lãnh hai đứa bé gái mặt mũi đầy nước mắt về nhà, cho ăn uống tắm rửa, để ba tôi chăm sóc. Tôi lên lại bãi biển, nghe tung tích đêm qua, họ đã đi thoát. Tôi về nhà nằm thở dài não nùng, vì hai đứa bé mà tôi và thằng Đức chậm chân. Còn à, tính sao giữa hai đứa bé? Ba tôi hỏi. Con đem ra Nha Trang tìm ngoại chúng nó giao lại. Con bé lớn đã 10 tuổi, con bé nhỏ 8 tuổi. Hai đứa khóc hỏi mẹ làm tôi điên cái đầu. Tôi dắt hai đứa ra ga xe lửa về Nha Trang, lòng buồn vời vợi. Cái chìa khóa giấu dưới viên đá con bé lớn lấy ra mở cửa, căn nhà nguyên vẹn. Tôi tìm ông chú bà dược sĩ giao lại hai đứa bé. Tụi nó khóc nói với tôi. Chú ơi, tìm mẹ giùm con. Con nhớ mẹ. Tôi vuốt tóc hai đứa, nói chú sẽ dắt con đi tìm. Hai đứa ôm chặt tôi không rời. Chỉ mới biết không lâu, nhưng chúng mến tôi vô cùng. Chú anh nuôi giùm hai đứa bé, giấy tờ nhà trong tủ. Khi nào cháu đi sẽ ra ra dẫn tụi nó theo. Tôi quay đi, hai đứa đứng nhìn theo gạt nước mắt. Về lại nhà trắng tay, tôi đến nhà ông chủ chiếc ghe nghe ngóng. Ông bị công an bắt vì con ông vượt biên tôi chuồn lẹ. Tôi dính lại với Trầm Hương, hết đường tôi và thằng Đức lại ra Ninh Hòa năn nỉ ông chú, đi vô đèo Phượng Hoàng tìm Trầm. Khi vào lại rừng cũ thì cảnh vật thay đổi. Tụi bộ đội đã vào tìm xương cốt đồng đội bơi nát dòng suối cạn. Chỉ có một tháng mà thay đổi. Căn chòi lá biến mất, dưới gốc cây có một cái miếu thờ, bên gốc cây hàng chữ bạn tôi khắc được sơn đỏ chói và hình ngôi sao vàng, chữ tiểu đoàn năm dù bị xóa mất. Đi về cuối con suối, các gốc cây bị cưa vụn từng khúc, chúng tôi thất vọng. Cuối khúc rừng có tấm bảng cấm khu vực mìn bẫy, cấm săn thú và trầm do huyện Khánh Dương ra lệnh. Vừa ra đường thì bị tổ du kích lục soát, không có gì chúng cho đi. Đường cùng, tôi vô nhà bà già thằng bạn Lôi Hổ cho bà hay, nó đã đi thoát. Sau khi tôi kể hết câu chuyện, bà rơi nước mắt, đưa tôi lại mấy cục trầm chưa bán. Con cầm về bán đi. Mẹ có tiền nó để lại cũng sống qua ngày, mẹ già rồi. Tôi hỏi chừng nào mẹ đi bắt thăm bố. Chưa biết, đang chờ giấy cho thăm nuôi con à. Gom lại cây con 45, lựu đạn và chút tiền bán được mấy cục trầm, tôi lại tính chuyện cướp ghe ra đi, cần phải có súng. Mấy ông dân làm biển bây giờ không đáo để, họ có ghe thuyền nên ra giá cắt cổ. Tôi chấm một vài chiếc ghe, nhưng khi họ không đi ra khơi trút chân vịt đem về nhà, chuyện ăn cướp ghe trở nên khó khăn.
Chỉ có cúp trên biển mới được, nên tôi không ra Nha Trang, đem hai đứa con bà dược sĩ đi theo. Lận đận đến một năm sau, tôi mới cúp được ghe ra đi. Hai đứa bé con bà dược sĩ cũng đã đi trước tôi vài tháng với gia đình ngoại nó, gặp nhau ở đảo Ga Lăng, Indonesia. Chúng nó lớn bụng, đứa lớn mừng khi gặp lại tôi, nó nói, con không ngờ gặp chú ở đây, chú đi Mỹ đi. Không, chú đi Úc. Ở Mỹ, ông bạn lôi hổ của tôi cũng trả lại bà dược sĩ cho ông chồng bà khi đến Mỹ. Nó nhờ hội nhà thờ bảo lãnh tôi với thằng Đức đi Mỹ, tôi từ chối vì lý do người Mỹ đã phản bội chúng tôi. Chiều trên biển vắng, tôi lang thang nhìn đám dã tràng xa cát không mệt mỏi. Khi sóng biển xóa sạch, chúng lại tiếp tục. Nhớ lại chuyện tìm trầm và giấc mơ làm tôi ớn lạnh đến bây giờ. Sau này nghe nói rừng đã bị tàn phá khủng khiếp, bọn tìm trầm không chừa hẻm hóc nào, nạn làm trầm giả cũng phát triển. Tôi có đọc bài viết của ông Trần Doãn Nho, tìm trầm ở Quảng Bình năm 1980, thì ra trầm nó khơi dậy lòng tham và nỗi đam mê kỳ lạ của con người. Nhưng không có ai rơi vào giấc mơ khó lý giải của chúng tôi. Melbourne, cuối đông 2020, tác giả Phan Nhật Bắc. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con đã lắng nghe.